Rồi, hello, xin chào cả nhà và bà con cô bác. Thì hôm nay mời cả nhà tiếp tục cái bữa cơm gia đình, sẽ giới thiệu với các nhà một cái món mới vô cùng đặc biệt, đó là món cải xà lách xoong xào với thịt bò. Bây giờ mời cả nhà theo dõi nha. Trước hết ta muốn làm cái món đó thì bây giờ mình phải lặt rau trước cả nhà ơi. Đây, cái này lặt rau rất là đơn giản, nếu mà không biết thì sẽ thấy khó đó. Cái này mình chỉ chủ yếu là mấy lá vàng vàng như thế này là lá hư mình bỏ, với cái rễ của cái cây này nè là mình cũng không có xài luôn, mình bỏ luôn đó. Còn cái cọng của nó chỗ nào giòn giòn cứng cứng thì lấy lại ăn, còn mà cứng ngắc thì mình bỏ luôn. Rất là đơn giản vậy đó. Nè, như mấy lá này là mình bỏ đó. Dữ ta, anh đâu biết cái này dữ à. Mình hướng dẫn từng chi tiết luôn cả nhà. Nói chơi chứ này là cũng mới học hỏi thôi. Rửa xong cái này bự quá à. Thường nghe bỏ nó nhỏ xíu à. Vậy Nó hả? ngủ à. Vậy là cái salad son này nhiều phân thuốc quá rồi nè, cho nên nó tốt, nó bự vậy Dạ, không thấy rau sạch á. đó. Không thấy rau sạch á. Rồi bây giờ mình bắt đầu phi tỏi mỡ hôm cả nhà. Đó. Phi cho nó vàng lên cho nó thơm. Xong mình mới để thịt bò vô mình xào. Hết bò vô thôi, ăn nhiều sợ nhiều thôi. Nhiều món cái gì á, xào rau riêng. Nhau nhiều hơn thịt bò. Rồi, hello, xin chào cả nhà và bà con cô bác. Thì hôm nay giới thiệu với cả nhà hai đứa em ăn món mới cả nhà. Đó, món này rất là đặc biệt, đó chính là bò xào với cái gì ta? Cải xà lách Cải xà lách xoong đó cả nhà. xoong. Đó, hôm nay là chén nước tương đi chấm. Rồi bây giờ mời cả nhà Cơm. ăn cơm cùng hai đứa em nghe. Rồi, ăn cơm ở cả nhà ơi. Hơi ngọt nha. Đường vô. Em mới đến thử thôi. Hơi ngọt hả? Em lấy đường không gì? Chà. Cho điện thoại cái. Alo, con nghe mẹ ơi. Đang ăn. Rồi. Ngủ à? Gì hả? Bữa nào ăn cơm cũng khóc hết trơn á. Bữa nay không biết sao nữa, nay phê quá, ngủ thì im rồi. Mới dọn ra à, mới dọn ra chuẩn bị ăn à. Khóc quá thì khóc luôn. Người ta nằm kiểu kia quen rồi, kẹp cái khăn vô cái háng đâu chịu nổi. Khóc quá trời.
Dạ. Chị Vương chụp hình gửi qua cho coi đó. Nghiêng được. Cha đang nhậu với chú Chín hay sao? Chín nè. Có. Rồi, thì thôi nè. Mẹ biết sự tích à? Sự tích à? Sự tích kẹp khăn hả? Kẹp khăn, khóc quá trời. Đây. Mời cái nhà nha. Một con mềm. Dốt ạ. Chút nó dài ạ. Sao? Bây giờ nhìn nó đổ nè. Nó cái động quá quá. Đủ là ngon ha. Ngoài hầu quá nhiều lâu mà. Sao còn miếng. Sao vậy không? Rồi, ngon mẩy không? Giòn quá ha. Ăn rất là giòn như toàn ô vậy trời. Đã rất là giòn. Không có thơm bằng rau còn thôi nhưng mà nó giòn ha. Nó ngọt. Cái này ăn ngon cái mặn. Món này thì theo cái nhận xét của anh nha. Món này ăn cơm không hết nào không? Ăn nhậu ngon ha. Món này mình món nhậu thì được. Em thấy thịt bò xào á, mình nhậu ngon hơn. Chết như là ăn cơm ngon lắm. Thầy có muốn cũng vậy. Trời ơi, que, thầy có que gì cũng để nhậu chứ á. Thôi á. Sao miệng nó không bắt không? Thịt heo xào thì ăn bắt á. Chứ thịt bò xào bắt. Ngày mai mình ăn mình que xào thịt đi. Que xào thịt. Được không? Được không? Nó chưa làm ăn mặn chút. Nó làm đỏ. Không, chấm này cũng vừa ăn rồi. Đúng không? Mua người ta ăn món chấm, ăn chan luôn rồi. Dạ. Thịt là thịt nạc thôi. Mở món đỏ rồi, cái thịt là thịt thăng. Thịt thăng, đỏ quét. Mình ăn cơm thì không có con béo làm tiền nè. Tôi chắc nghe, đây mới là khởi đầu câu chuyện thôi. Từ từ, để tôi để mà ăn nhon nhon mà chúng mới làm gì chị. Nè, chan nước vô ăn đi. Nước bỏ quá. Nước này tinh tí luôn á. Nhưng mà nó ngọt. Cải nó gai ngọt nữa. Hấp nước còn quá cha không mà ăn cái nữa. Đúng rồi. Nước là tinh tí mà. Đây là còn cái xác không à. Nước cho mà. Nên ăn đại đi nha, em múc vô tô rồi. Để có người. Cho vô tô canh nè. Mà cái này cạnh như ăn dưới chiều mà xào lại nó kỳ á. Còn dưới dưới chiều mình không lại ăn hứng ngon. Ăn như sợ như là như ấy ha. Cái chiều mình xào sụp bỏ nó ra. Đúng rồi. Thịt bò đặc biệt của nó là xào hơi chín rồi. Xào chín quá nó dai. Đúng rồi. Rồi vừa hết cái màu đỏ đó là xong rồi đó. Xào chín là xong rồi. Tối nay là không hôm qua. Được không? Nó không có trời kiếm mưa kiếm mưa. Đó có một miếng một cài chứ. Trái gì ở ngoài đấy hả? Thôi đó, có trái chưa chín hả? Có cái chín đó. Nó hả? Của ai ta? Đâu đâu, có một cái gì á. Mà thằng hết rồi đó, ngoài sao mình thôi bị hết rồi. Có nhà chai thịt thuốc chúng không? Trời đất ơi! Cái gì vậy ông nội?
Thiệt đó. Ráng cho con thịt xíu nha. Ráng con thịt thuốc á. Chơi vô. Không biết thịt thuốc trúng ớt không. Nhưng mà hai nước chậu rồi cũng cám luôn. Mình có lời gì? Cái liều lượng ít chắc không sao. Chúng trái ớt cũng cho mình ăn nữa, không được lấy trái nữa mà. Con ăn kìa, con ăn kìa. Ê, nó bú em nè. Nó không sao đâu. Không có thuốc của trà, thuốc cỏ mà. Ừ. Thuốc cỏ chắc thịt đưa ớt không to đâu. Nó chỉ héo được ớt chút rồi. Trái chín ăn vẫn ngon. Tôi mới ăn khúc đầu chứ ớt khúc. Nghe hả? Anh nói em mất, ủa khúc đít chứ, khúc đít khúc đầu vậy em ăn mất rồi đó. Ăn thịt bò đi. Ừ, hả? Ừ. Trời ơi, có ăn lắm, có ăn vẫn vô. Dữ rồi. Ừ. Để chan cơm, để hồi nó cũng nổi à. Đấy. Chan cơm nó không có khô. Ừ. Ăn dễ ăn hơn. Bò chú chợ mình nhiêu ký ra? Không biết nữa. Chắc cũng 200. Ừ. Bà cá thắt lát luôn á trời. Bò với cái thắt lát vào mắt á. Ừ. Thắt lát cũng 200 ngàn đó. Thầy dạo thì theo bệnh á. Ừ. Bò lát cũng giá. Ừ. Bệnh bệnh chứ ăn á, đã ăn thà thà. Bệnh bệnh chứ chợ mình nó đâu có giảm giá rồi. Ừ. Quá. Rồi, vô mọi. Thôi, ăn hết đi. Thôi. Thôi, ăn hết, quá trời rồi. Vô nước tương vậy ăn à. Có trái ớt mà cay dữ trời. Nữa chứ. Cay dữ vậy. Này 1 phần 3 á rồi. Nó coi vậy mà nó cay dữ vậy. Còn hơn khúc nữa. Nó là ớt thiên nhiên mà. Không bao chim nó ấy nè. Không. Cái này là ớt của ông trời ban tặng. Chứ đâu tự nhiên có cây mọc đó hả? Tự mọc qua rồi tự sống luôn. Khỏi mình chăm sóc vậy á. Vậy mà nó tốt không? Tốt. Ừ. Cái nhất quá. Môi trường đào tạo. Khó. Cao quá. Vô mà. Tôi ăn mắm mắm cũng được. Mà hơi cay. Tôi ăn xuống cái hộp mắm cay á. Ừ, cái hộp đó là cay nhất luôn. Ngon quá. Thì đó, cái hộp cay nó cái vỏ mà. Cái vỏ nó cay 6 còn cái hộp cay tới 10. Vô nước rồi. Vô nước rồi. À, quá đã. Sữa cụ đi nha. Sữa cụ luôn hả? Ừ. Chứ rồi. Bữa nào em cũng gọi trước anh chứ. Tất nhiên rồi, mấy anh coi rất là nhanh hơn anh chứ. Ừ. Anh miệng bể mà ăn lâu hơn em nữa. Nó dựa vào chính mình nữa. Ấy là nó còn lớp bớt thì trước khi ra thì nó không chậm. Ra đang dựa hơn nếm. Không. Em nghĩ sắp bật. Nhưng mà anh ra chậm hơn ăn. Ừ. Ra nó chút chiếu nước rồi. Ừ. Anh nghĩ đó. Ừ. Nó chút chiếu nước rồi. Như biết sao, gan làm yếu hơn em nên đâu có ăn bù nghe được. Nó từ 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 từ. Không ăn cơm nhanh ghê. Nó tại bụng nó rồi. Ừ. Tại đó bụng mình ăn cơm nó đầy ta. Ừ. Hay tại đó bụng mình ăn cơm nó đầy. Hay giờ trứng quá. Hả? Cái bụng nó đỡ ra bụng ta. Trời đất ơi, ghê vậy. Ừ. Hay là dưới đông có cái đu đủ thì khác ta. Nó quệt rồi đó anh. Chưa rồi. Chắc lẽ nó phải chứ. Ừ. Gì vậy? Không có con gì á.
Ý trời đất ơi. Rồi. Thôi không còn sữa cù nước đâu, được xử. Xong. Đổ nước tôi luôn ha. Ừ. Chấm nó để lại chị chấm. Nước tương hả? Ừ. Cho mèo hấp. Nước này không? Nước này cho mèo ăn đi. Ăn... Ừ. Hơi lâu cho ăn đặc sản bữa. Cho ăn ớt luôn ha. Ừ. Mèo ăn ớt không nội thiệt chứ. Tôi chào mình là độc đáo. Mèo ăn xương. Mèo ăn xương heo, mèo ăn ớt nữa. Rồi, bữa cơm của hai đứa em đến đây kết thúc. Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian quý báu ra xem đến hết clip. Xin mời chào hẹn gặp lại clip mới nhất nha. Bye bye.